Xin chào anh chị các bạn, trở lại với channel Hồng Xe Hơi. Đây, hôm nay thì em quay chi tiết một con Wrangler XLS AT bản một cầu tự động. Đây là xe phiên bản cũ 688 triệu. Từ thời điểm quay video này thì cái mẫu xe này nó sẽ nâng cấp lên đèn LED, thay đổi mặt ca lăng. Thì mức giá niêm yết nó sẽ thay đổi là 707 triệu đồng. Giá này thì là giá niêm yết chưa bao gồm khuyến mại. Khuyến mại thì do quy định chào giá của hãng ấy, thì bên em sẽ không chào trực tiếp qua video. Mình có nhu cầu thì alo giúp em để bên em có thể gửi vào giá nhé. 707 triệu chưa bao gồm lăn bánh khuyến mại. Đây, xe này thì thật sự là bác chủ xe làm khá nhiều đồ đấy. Rồi, mình vào trong nhé. Thời điểm này lăn bánh thì nó sẽ vẫn hơn 700 triệu. Tuy nhiên thì ở bên em trong cái gói khuyến mại chúng ta có phim cách nhiệt này, trải sàn da này, cam hành trình này. Đấy, giờ cũng rất nhiều loại cam hành trình rồi. Và như các bác có thấy đây, đây là một bộ ghế da rất đẹp và nó hơi khác so với các loại ghế da mà bên em thường làm. Thường thì chúng ta sẽ làm cái bọc da chỉ cam giống như trên hoa sách, đúng không ạ? Tuy nhiên thì bác chủ xe này cũng yêu cầu khá cao về thẩm mỹ nên bên em làm một bộ da như này. Đấy. Phim, sàn, cam, bọc vô lăng, nước hoa, ví da. Cái này thì rất nhiều đồ khuyến mại tặng kèm, thẻ cứu hộ 24/7. Các bác có nhu cầu thì cứ book máy alo giúp em nhé. Ngoài ra thì xe này bên em có công việc bác chủ xe làm một bộ nắp thùng cao có đèn. Các bác lưu ý giúp em nhé. Hôm nay thì mình tiện mình quay được. Đây, đây cái đèn của nắp thùng này. Sẽ có là nắp thùng cao có đèn và nắp thùng cao không đèn, nắp thùng thấp, nắp thùng cuộn hay là tấm chắn ba thanh. Đấy. Tùy vào giá cả, chất lượng thì mình có thể lựa chọn làm sao để nó hợp với nhu cầu. Các bác có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp giúp em để bên em liên hệ tư vấn nhé. Thời điểm này đăng kiểm cũng đơn giản rồi. Tuy nhiên thì mình cũng không tư vấn quá nhiều về độ đẽo mặt ca lăng hay là độ đèn vào cái thời điểm này. Tất nhiên thì đèn thì chúng ta cần có nhu cầu thì vẫn có thể update lên được đèn LED các thứ rồi. Tuy nhiên thì phiên bản này từ tháng 5 cũng có đèn LED rồi. Với anh chị vay mua trả góp thì hiện nay số tiền trả tối thiểu nó sẽ đâu đó vào khoảng 25-30% giá trị xe. Kèm với chi phí đăng ký đăng kiểm khoảng 50-50 triệu nhé. Thuế trước bạ của xe này là 6%, dao động vào khoảng 43-44 triệu. Cái này thì em cũng chưa bấm giá mới. Mình trả góp thì hiện nay lãi suất tốt nhất đang là của bên Shinhan Bank, bọn em rất hay làm. Tuy nhiên nó yêu cầu hồ sơ tài chính khá là chuẩn và nhiều giấy tờ. Tuy nhiên thì mình sẽ có cái lãi suất gần như là vô địch trong cái thế chấp xe như này, 9,19% trong 6 tháng đầu và 10,9% trong 5-4 tháng tiếp theo, cố định toàn thời gian nhé. Mức trả trước thì 3% trong năm đầu tiên nếu chúng ta trả trước toàn bộ số tiền lấy xe về, 2% trong năm thứ hai và 1% trong năm còn lại. Thực sự thì gói vay này bên em làm rất nhiều rồi, lãi suất đẹp và thời gian giải ngân thật sự rất là nhanh. Đó, thì nếu anh chị có nhu cầu có thể alo trực tiếp của bên em để mình xem cái mẫu xe mới nhé. Và đặt được xe trong cái thời điểm này làm sao nó hợp lý. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.